Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay thì chú cháu Đồng Hải tìm mua một ít cát về để xây cái chỗ mỏ nước, nhưng mà không mua được chỗ nào người ta không bớt, nên hai chú cháu đành ra ngoài bờ sông này để đi tìm chỗ nào có cát đẹp thì sẽ lấy mấy bao về để làm. À, cái đường đi sang bên kia cơ mà cháu ơi, đường bên kia kìa. Đấy mọi người ạ, hiện giờ thì chú cháu Đồng Hải đã đi ra đến gần ngoài đường quốc lộ 4C. Ở đây thì ra ngoài chỗ đầu đường, chỗ cái cây cầu Thuận Hòa kia, nó chỉ còn có tầm khoảng độ 1 km này thôi. Vì lý do là cái số lượng cát chú cháu mình lấy ít, nên là không mua được ở đâu ở đây. Và trong này đi hỏi mấy nhà người ta có cát lẻ đấy, nhưng người ta không bán, người ta bảo để dùng, nên không làm nào được thì chú cháu mình đành phải đi ra ngoài suối này. Chắc là ra ngoài suối này thì mình lấy, mình sẽ đem về được. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ đi xuống dưới suối này, mình xem có chỗ cát nào mà dễ lấy thì mình sẽ lấy. Mình chuyển lên xe mình trở về. Đây, đường đi thì cũng hơi khó đi đấy, nhưng mà thôi, cũng đành phải thế này thôi. Đường này chỉ cho trâu đi thôi. Chỗ này là không có cái chỗ nào mà xe đi xuống đây được cơ. Đã kể mà xe nó xuống được thì tốt quá. Chú Hải ơi, anh là thấy nguyên bỏ gạt chú mà. Ôi, chú đang dở quay phim một tí. Cháu bảo chú này nhá. Rồi. Cháu vừa quay xong thì cháu muốn gọi cho em Xính để gặp chú, để cháu gửi cái video qua máy của em Xính. Xong là chú xem mà chú biết ngay là chưa nay hoặc lúc nào chú phát cho em Xính một cái này nhá. Rồi ok. Đấy thì cháu gửi cho chú xem ngay nhá. Rồi rồi ok ok. Bây giờ chú đang ở dưới bờ sông, đang đi lấy ít cát, đang tí nó về cho chú xem nhá. Đấy cháu bảo này, có nghĩa là cháu gửi cái chú xem, nó chỉ có mấy giây thôi mà. Rồi rồi, rồi tí nữa phải lên trên kia thì xong rồi chú xem cho nó rõ ràng nhá. Đây này, chú đang ôm nhìn thấy đồ rồi đấy không? Ok ok, rồi rồi. Bây giờ thì em với chú Hải đi xem cát ạ. Đấy thì cháu Xính cũng được một cái cháu ở bên Thái Nguyên, cháu thì có cũng nhiều năm kinh nghiệm để nuôi ong rồi. Thì cháu hướng dẫn cho rất là tỉ mỉ đấy. Bây giờ chứ không biết cái cát chỗ này có làm được không nữa. Cát này nghỉ thôi. Không. Mình ra tận ngoài suối này kìa, nếu không à bên kia như có cái bãi cát đấy nhỉ, bãi cát của họ bán ấy ở bên mạn cái đống đằng vật liệu xây dựng ấy nhỉ. Rồi nếu thế mình sang đấy mình mua cũng được nhỉ, nó khỏi phải nhớ ở đây. Cái cát này chắc là không xây được kìa, cái này không được to lắm, không được đâu, cái này không được đâu, cái là đám đất cát này phải cắt suối to cái con. Rồi rồi đấy thì mình nhìn xa mình biết đâu đấy, chẳng hạn nhỉ. Rồi thôi không lấy được đâu, cái này không lấy được không. Đây là cát ở trong suối nó đẩy ra. Và bây giờ mình đi sang ngược vòng lên trên kia, nó xa thêm độ mấy cây nữa thôi. Nhưng mà chú thấy hình như là có cái chỗ bán vật liệu xây dựng ấy, cho mình sẽ mua ở đấy thì nó đỡ khỏe ấy nhờ, chứ ở đây phun lên thì cũng chết ấy, mà cát nó không tốt đấy mọi người ạ. Hai chú cháu đi mua cát ở trong kia không được thì đi qua đường nhìn thấy ở đây có cái bãi cát, nhưng mà cát đây là cát non làm sẽ không tốt, nên mình sẽ lại vòng ngược lên cách đây mấy cây nữa để mình hỏi mua lẻ, chắc họ cũng bán thôi. Ở đấy thì mình không phải vận chuyển gì nữa, cứ xúc vào xong là cho xe máy trở về thôi. Đây mọi người ạ, thật sự ở đây mình đi mua một ít lẻ cũng không mua được. Vừa xong thì hai chú cháu mình
đi vào một cái chỗ cái kho kia để mình hỏi mua, mà họ bảo đấy là cát của cái trạm trộn bê tông thì họ không bán, nên mình lại không gặp được cái anh ở trạm trộn bê tông nào ở đấy, cũng đành phải thôi. Chứ nếu mà bây giờ lại chạy xuống dưới tận bên dưới Hà Giang thì mới có chỗ bán, thì rất là xa. Cũng rất là may ở đây ở bờ sông Lô đây, hai chú cháu mình vừa chạy xe ra tận ngoài này thì thấy có cũng tương đối nhiều cát ở đây. Thật sự là mình lấy có nhiều đâu, độ 2 bao thôi, 2 bao coi như là cứ rơi vào 3 bao đi, thì với cả 2 bao xi măng nữa thì là tha hồ để xây được cửa. Nên là mình còn vừa mượn được cái cuốc của bà lão ở gần đây nữa. Đấy, thì bây giờ chú cháu mình sẽ tiến hành lấy cát ở đây. Đấy, cát đầy đây này, đây này. Ui, này phiền hà quá. Không phải mua thì nó ấy, nhưng mà nó phiền quá, nó không cứ vào lý do nọ lý do kia chán quá. Đấy, thì chó Xính đang bới vào bao rồi. Nắng hôm nay nắng to quá, lúc nãy mình xuống này sợ mưa nữa, may quá trời lại nắng. Bà già đang bảo mình cướp cuốc của bà già nữa mình. Đâu và là chú của Hoàng Quốc Trung đấy. Đó, ôi, thế Hoàng Quốc Trung ở ngay đây thôi. Còn đứa đâu nữa? Chính xác. Đây ở đây cũng lắm hội đi nướng nước thế nhỉ? Ờ. Họ ra đi nướng gà ấy. Tiểu đây nó mới gần thôi. Ôi phải làm chi làm 2 bao đi. Cháu đem 1 bao à? Ờ. Bao khó đi lắm. Bao để đằng trước dễ đi. Đừng lấy cái sỏi đấy, cái sỏi ấy nó nặng mà nó không xây được. Bấy ra. Đừng lấy thế, cái gì đi. Cái này già nó mới chắc. Già cái gì mà già. Đây. Đây cái khúc này mới không nặng. Chưa. Có cầm túi xuống đấy. Đấy, đây này. Nó phải trên này nó mới đẹp được, cắt tiền cắt cây, cái nó về nó đỏng lại, nó vén vén vén, cái khu đất bên này còn là cắt đấy, bãi bên này, cắt bên kia cho cắt non, thôi lấy cái bao kia đi, lấy cái bê tí nữa ấy nào được, cho vào 2 bao, 1 bao đằng trước, bao sau, nó mềm như thế này mềm mềm. Nó mới cân đối. Thấy mẹ cái mũ này xúc tí rửa rất là xong. Không, xúc cái mũ tí cháu cười không? Không có lõi gì đâu. Có à. Có lõi. Được. Tưởng không có lõi. Không có lõi. Có lõi là dính. Tí là hỏng lõi. Cái mũ 1 triệu. Tí giờ họ hỏi cái mũ không có cái 1 triệu đâu nhá. Nó bắt hỏi cho kia. Tại sao không lắc gương? Không có tiền lắc cái gương. Thế cái gương có đến 200 nghìn không? Tôi sao hỏi thế? Thua. Bây giờ nó phạt là phạt mấy trăm một cái gương này đúng không? Ừ. 200 nghìn cái gương. Thế là nó bảo là tại sao không lắc gương, nó bảo là không chưa có tiền chưa lắp, thế nó bỏ cái gương có đến 200 nghìn không? Thế là nó phải 200 nghìn. Bỏ thua rồi. Nên chú đi, kể cả tất cả mọi giấy tờ bảo hiểm bảo hết chú phải lo đầy đủ hết, nó có đáng bao nhiêu đâu. Cũng như cái thẻ bảo hiểm ấy, mình mua cái thẻ bảo hiểm y tế thôi, mình để 1 năm mình chỉ mất có mấy trăm nghìn không khám, nhưng mà nếu mà nhớ đi khám mà phát thì lại mấy triệu. Này, bên kia cắt cái thối thối. Cát này thơm này. Cát này là đá, toàn là đá xanh. Cái đá xít nó thối ở trên rừng thôi. Nó bí thì nó cũng làm, nhưng mà mình đây có chắc mà. Đá kia. Đá kia làm chắc tí nào không? Là
làm vài năm đó không? Cái này tha hụt này. Chắc nắng lên thì không lo đường trơn. Cái sáng chú đi bị trượt đổ một phát. Ở chỗ ngay cái chỗ rêu. Đấy không? Cái chỗ rêu đấy, đầu rêu ấy. Bóng hết chắc chú ngã rồi mà. Coi như mình gần như mình đứng xe nhá, không ngã mà nghiêng xe đi cái là chú vẫn giữ, chú bước ra chú giữ vẫn giữ xe. Nhìn thấy ngay phải không? Đường nửa bao giờ xem, nhấc lên nào. Thôi. Đi. Hai bao này kìa. À bây giờ đi đường băng mình cứ chở tầm hai bao tải đè không mang đi để đường kia. Xong rồi đi đến kia mình chở một bao thôi. Không nhưng bây giờ còn từ đây lên đường kìa. Ôi giời. Ờ mình chở đây vút trên kia đã. Ừ. Thì đây đường băng, xong rồi mình đến đến trong phòng hoa mình gỡ ra một tải. Mình chỉ dùng, mình chỉ chở một tải đi lên thôi. Ừ. Còn như mà vẫn phải chở cả đằng trước đằng sau nó mới dễ. Chở nguyên đằng sau thì nó cũng bốc đầu đấy. Xe chú thì không bốc đầu nhưng mà nó nói chung là lái nó vẫn khó lái hơn. Rất chỉ là đây nó nghĩ mình ít khi mà lần sau lại ít khi tiếp này. Mình cứ thèm xin nữa, mình mua đàng hoàng. Doanh nghiệp nó khổ lắm. Đắt Hà Giang đắt khổ. Chúng nó thiệt chỉ chính đàn nó lỗ đấy. Lỗ cái gì? Mẹ bà cái hòn cát này. Nó bảo không có đâu, em không có đâu. Nó là nó thừa để không có được, có được cắt ở dưới kia. Nó ở một cái chỗ đó. Đấy, đây đã xong. Bôi lên chỗ kia bới tiếp. Hai bà Trưng. Quan trọng là bà B được lên xe không đấy. Thế nào? À, thôi, bình thường. Đấy, hỏi B quần áo ra chuẩn bị giặt rồi nhá. Đây, trong đấy. Bình thường, bình thường. Chiều chiều bãi này toàn là bãi giặt thì thôi. Giặt thì xây không tốt à? Cậu gọi cả làng ra đây giặt quần áo. Lấy cái cát đây không đơn giản chứ nào. Không nhận đâu. Không bê lên xe được.
Bên cuối nó rất nhiều, không nhận không? Đúng rồi. Nhưng mà đến đây thì có rồi thì không phải đi nữa. Cái này ở ổng nó sợ nó nặng. Nặng, đưa ra nhiều rồi. Để nằm, để nằm chứ. Cái bao này là bé lâu kia ra. Bé nó cũng nhiều quá. Đá. Lấy cái hẳn hoi, lấy ít cho lấy nhiều thôi, mình lấy khô bồ cũng coi mấy thuốc này mút luôn mấy thuốc thì tất mạnh nhá, mút cát thì chưa lấy được ít là đủ. Cái này nó gần ấy lấy đổ giữa ruộng đấy nhỉ. Ừ. Lắm. Lấy cái cao cao bên này này, trên này. Cao cái tí ra nó được. Mà lấy cái nó đẹp đẹp. Cái này sao này, to một tí cao. Mình xây đá thì cũng không, không. Không ấy, dạ. Xây đá cho mình về sang một ít để chát nhé. Chát thì có kia có không? Đây này, đây này. Lấy mấy mấy bấy chẳng đây đúng quá.
cắt ra đây là một cái. Này mình quên mất mình chưa xin phép bọn ủy ban môi trường các thứ lấy này. Sợ nó bắt không? Có sợ không? Bây giờ thì chú cháu mình đã múc được 4 bao cát rồi, cũng tương đối nặng đấy. Bây giờ chở lên đường là phải chở bao một thôi, để lên đường mới tính tiếp. Bây giờ mình vào lấy ô tô đã. Đấy, ô tô mình vứt trong kia cơ. Đây thì có cái bãi cát để họ đi ra đây giặt rũ này. Đây là dòng sông Lô, nước rất là trong. Ở đây thì mọi người giặt rũ ở đây. Nhưng mà nếu mà lúc mà mùa mưa ấy, thì dòng sông này lại rất là đục. Cái dòng ở bên sông Miện kia nó trong, bởi vì sông Miện nó đắp nhiều thủy điện, chứ dòng này thì không có thủy điện. Nên mưa to là ở đây rất là đục. Ở khu vực này còn có một cái bãi cát để cho người ta thường hay tổ chức sinh nhật rồi thì đi cắm trại dã ngoại. Ở đây thì nướng gà, nướng vịt, nướng thịt ở đây rất là đông. Đây này, có một bà cụ đang ngồi dọn cái bãi để hôm nay lại có người họ đến đây họ tổ chức, họ thuê cái sân bãi ở đây để nướng ở đây. Hôm nay là có mấy đám nướng bà? Hôm nay á? Vâng. Hôm nay phải đến trưa cơ. Vâng, nhưng mà họ cũng có dặn trước rồi chứ. Đâu. Hai bà không nhận coi như là luôn. Coi như là ai đến trước thì ngồi trước. Vâng, ai đến trước ngồi trước. Là con có tranh nhau cái chỗ dầm này khó lắm. Rồi đúng rồi. Đấy mọi người, ở đây thì có cái bãi rất là đẹp. Cái bãi này đây. Bác này thì bác đang dọn những hòn đá thành những cái sân bãi ở đây. Để khi người ta trải bạt, trải viết ra đây, người ta tổ chức ở tại đây luôn. Và xong cái thì ở kia lại có những cái chiếc thuyền để đi bơi, chơi rất là vui. Thôi cảm ơn bà nhé. Bây giờ hai chú cháu lấy một ít cát về để làm cái chỗ, cái đầu nguồn nước ở tít trên mịch B mà lên núi kìa. Thằng xính một chân lũng Cáng ấy, nó lên đấy. Đấy là lũng Trang rồi. Vâng, đấy là lũng Trang, nhưng mà bây giờ là thằng xính một chân nó ở bên lũng Cáng, nó sang bên kia nó làm nương bên đấy. Vâng. Thế là đi đang giúp cho cháu nó. Rồi, thế. Đấy, thế là lấy một tí cát mà lúc nãy xuống kia hỏi mua họ không bán. Họ bảo cứ vào thế nọ thế kia, bảo thôi thì lên ra bãi này mình nhặt một ít vậy. Đây trước có nhiều mà, chẳng qua là rồi nước to là nó lại nó sỏi nó đè lên. Vâng, đè lên hết. Đây thì mình lấy một tí thôi, còn lấy nhiều cũng không được lấy đâu, bởi vì lấy nhiều là phải qua chính quyền. Ê, nó không lại được trẻ con đấy. Vâng. Thế bảo phải khơi cái dòng này là nước cho qua chỗ này là cho trẻ con tắm đây mà người lớn ăn ở trong này. Có nghĩa là ở đây, chỗ này cái bãi này là người lớn tắm đây này, đúng không? Bãi là người lớn tắm, còn chỗ này là để cho trẻ em nó tắm thì nó. Vậy. Vâng. Đây là bà khơi đấy chứ đúng không nhỉ? Bà khơi, ôi giời nhiều công phết đấy nhỉ? À phải thuê cả máy xuống đây để à? Đấy đúng rồi, phải thuê máy xuống để làm. Vâng đúng rồi, chứ còn bảo bà làm sao mà kéo được cái này. Trước thì làm một nửa bãi thì trước bà toàn lấy thuốc cào với. Đây nhà bà trên này đây nhỉ? Vâng, nhà bà không, nhà bà cái nhà sàn đằng sau. Vâng, à cái nhà sàn xong để tủ. Và của mình là thằng ấy, cái này và kia. Tổ chức các cái sự kiện các thứ rồi mọi người đến đây để tắm xuống rồi thì bơi lội rồi thì nướng nước các thứ ở đây đấy, nói chung là cảnh, nói chung là và kể cả chụp ảnh cái cảnh hoang dã đây này. Và đúng ở trên này thì nó là trên rừng núi mà đâm ra có những cái cảnh rất là tự nhiên. Thế bà tên là gì nhỉ? Bà tên là Thượng Thị Phiết. À bà Thượng Thị Khiết. À Thượng Thị Phiết. À, chứ tưởng lại là giống. 65 tuổi. À 65 tuổi à. Nếu thế không phải bà đâu, chị thôi nhá. Thế à? Đây là em 62. À, vâng. Chị 65. Vâng vâng, đây là chị đó. Nhưng mà thế, nếu mà trên này là bà hết rồi đấy, nhờ ở trên này là bà rồi. Ở trên này là cái bãi này là xin thôn với xã này làm môi trường ấy. Dạ. Yeah. Vâng. Thế thôi. Còn thì nói về kinh doanh, làm kinh doanh thì bà không có gì làm. Dạ thôi thì coi như mình làm để cho mình nó làm vui. Vâng. Và nó cũng để cho mọi người được cái thuận tiện đến đây. Người vâng ta vui chơi giải trí mọi cái. Tắm đấy. Các thứ là trẻ con thích lắm. Dạ vâng, đây mọi nhiều người năm, mấy năm nay là
trẻ con về đây học bơi là biết bơi nhiều lắm. À, trẻ con học bơi tại đây luôn. Vâng. Đấy, con mọi người ạ. Đi để bơi là kiểu nước ứ là nó không mấy này. Và nó không sạch như ở đây. Không sạch là hai nữa là bơi nó không nổi. Vâng, đúng rồi. Đấy, ở đây cái view rất là đẹp nhá, nước trong xanh luôn. Đây là dòng sông Lô nhá mọi người ạ. Đây là dòng sông Lô, còn phía bên kia dòng cái ngách bên kia mới là sông Miện. Thì nước ở đây rất trong, để còn có mảng này, có thuyền này, để có các bóng cây rất là đẹp. Hai bên có hàng cây xanh luôn, vâng, và không cho chặt. Vâng, đúng rồi, phải giữ lại thì nó mới được cái cảnh cảnh quan. Đây được cái củ thú này hơn trăm năm rồi. Đấy, cái lúc cây lúc chị về làm dâu đã to thế to rồi bây giờ. Vâng. Trước là những cái cây cơi này nó có cái lá chua nó bám nhiều lắm nhá, ngày à. Xưa nhưng bây giờ là hết rồi, ít người ta lấy hết nhỉ. À, thôi. Lại nước to quá. Vâng. Thôi em cảm ơn bác nhá, em đi về ở đây. Vâng. Rồi bây giờ thì chú cháu Đồng Hải. Dạ vâng. Vâng, đây thì sẽ giới thiệu với tất cả các khách đi du lịch ở Hà Giang. À, thì vâng, đến đây là cây, đây là cây số 10 nhỉ. Đây cây 11. À cây 11, cây 11 thì có điểm view rất là đẹp. Vâng, đúng rồi, cái ô tô ở ngay bên trên đây. Thì công ty cũng ngay trước. Vâng, ở đây thì có những cái điểm view rất là đẹp đấy, thì mặc dù nó rất là tự nhiên luôn, bởi vì ở đây được sự chăm sóc của bác Phiến ở đây, thế là bác Phiết ở đây đấy, thì thành cái bãi rất là đẹp, bác dọn sạch cỏ kia rồi san bằng phẳng lên này. Đấy, bây giờ thì chú cháu Đồng Hải hãy chuẩn bị để quay đầu. Đấy, vừa xong thì là đã là một chuyến đi cái chuyến đường rồi. Giờ chú cháu mình đi nốt cái chuyến này nữa. Lên kia xong bắt đầu mới cho bao kia vào. Vướng cái tí cái đoạn trên cùng nó gần đến đường thôi nhỉ. Còn dưới này thì cũng bình thường. Nhưng mà tương đối mệt, nắng quá. Nhưng mà nắng thế này thì đường nó khô, đỡ lo. Sáng nay chú thấy lất phất mấy hột mưa, thấy ngán quá. Đang định phải đi xin một ít chấu đấy. Nhưng mà không phải xin rồi. Cái bao cũng hơi nặng ấy nhỉ. Đấy, bây giờ chập chính bắt đầu tốc hành. Mọi người nhìn thấy không? Cái bãi sỏi đá này. Thế là chú cháu mình coi như đánh ô tô ở tận ngoài này. Qua một dòng suối bên kia nữa cơ. Thôi bây giờ thì mình cũng bắt đầu mùi chế. Bây giờ thì hai con xe Hyundai chuẩn bị chở vật liệu xây dựng lên trên núi. Đấy, bên kia là một con. Bên này cũng một con. Mỗi con là chở hai túi rất là to. Nặng đấy mọi người ạ. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Cái này thì chú cháu mình chỉ chở đến chỗ chân dốc thôi. Không phải thả xuống đến một bao. Đi chuyến nữa chứ không thể nào lên được cái đường ấy, hai bao này đâu. Bởi vì mỗi bao này nó cũng phải tầm khoảng độ 70 cân. Không nhẹ tí nào. Có thể lên đấy sẽ dồn bớt hai bao sang một để xẻ sang một bao. Để một bao còn tí nữa thì một xe chở xi măng. Một xe thì sẽ chở cát. Đấy, thì như thế nó sẽ hợp lý hơn. Cháu Sính đang nhét đôi cần thiết bổng lên trên xe để chuẩn bị mùi chế. Thôi mùi chế lên đường. Các bạn ạ, bây giờ thì cái xe cát đầu tiên của mình đã về đến đây rồi. Hôm nãy thì chở hai bao nhưng mà đến chỗ đường rất rẽ đến đây thì phải bỏ xuống một bao. Cháu Sính cũng thế. Để cháu Sính đang đi đằng sau nữa cơ. Hai chú cháu mỗi người coi như chở hai bao. Đến chiều nay thì cháu Sinh xuống phải chở hai chuyến, còn mình sẽ đi lấy thêm một bao xi măng nữa. Đấy, bây giờ thì ô tô cháu Sinh đang sắp sửa xuất hiện đến đây rồi. Đúng ra nói ấy, nếu mà đường nó khô ráo ấy thì không sao, nhưng mà vừa rồi nó mưa lâu quá, thế là mấy đoạn đường rất là trơn, rêu nó mọc ra ngoài đường. Lần vào đi nó cứ bị dệ mất đà. Đấy. Hôm nay Sinh có quả đầu mọi người thấy rất là modern này. Thế này chứ còn...
Nói thẳng là hôm nay là Xính bị lừa, bị Đông Hải lừa. Xính bảo là cái đầu này để độ 2 tháng nữa là cắt là bán được 300, bảo 300 có luôn. Cái lúc cắt xong bảo tiền đâu, bảo còn lâu mới có. Thế là này chính thức là Xính bị lừa đấy. Đấy, bây giờ thì xe cắt đầu tiên, nặng đấy, cái này phải nặng hơn bao xi măng ấy. Còn hai bao gì nữa cơ. À đây, cất thùng mì này vào ấy. Đây thì Đồng Hải mua thêm thùng mì nữa để ăn sáng. Đây, bởi vì chương trình còn tương đối dài nữa kìa. Chỗ đoạn lên dốc đấy, thì là xe của chú bị nó bị trượt đít phát, thế là nó mất đà. Không, cái chân bên này nói là chân mình dài chứ chân ngắn là lật đấy. Nhưng mà chân mình dài mình chống mình bới được. Mảnh thế á. Đấy, bây giờ là hai bao cát này trông này thôi. Nặng hơn xi măng đấy mọi người ạ, trông không đơn giản tí nào. Thằng chính con Chính con này nhà quấy à, đòi ăn à, đói quá à. Hái được cái đám ớt đẹp không? Tươi rồi giói này, chắc là cái ớt ngoài chỗ đồi ngoài kia rồi. Rất là tuyệt vời. Hôm nay là mình cũng đã lừa được cháu Xính ở phát, coi như là cứu lừa ngoạn mục luôn. Rồi, bây giờ chuẩn bị rửa chân tay để cơm nước rồi.